đây là cái chỗ nhà gần gì, ngay cái chỗ bên Seven Hill này. Nó bao lòng, thank you. Hoa anh đào đẹp cực kỳ luôn. Đâu đi qua Washington DC tốn tiền biết bao nhiêu, 7-8 lần, không bao giờ mà nhìn hoa anh đào một đỉnh điểm được như vậy. Ngay sát bên kế bên một cái đường thôi mà có hoa anh đào như vậy nè, không tốn đồng nào hết, đi bộ. Người Washington chắc nó bính mình tét đầu quá. Thôi mình xui thôi mà, đâu phải gì đâu. Rồi đó, đẹp ghê hồn. Trời mà buổi tối mà có trăng ha, ra đây ngồi ngắm à. Sao sao le lưỡi hả con? Ờ đẹp chưa, ghê hồn. Quay em bé không? Bé muốn quay không? Rồi em thấy gớm quay. Gớm gì? Mặc đồ mùa hè thôi, gớm gì trời. Beautiful. Ở đây mùa thu cũng mình cũng đẹp lắm á nha. Cây mùa thu ở đây mình cũng đẹp lắm. Ừ. Hai cây kia đẹp nhất. Những gì gọi là gì? Gì ao nhà vẫn gì đó, người ta nói cái gì đó, dù trong dù đục á, ao nhà giờ ao nhà vẫn hơn, cứ đi lên New Hampshire mỗi hổm về đây nhìn ba cây này đẹp cực kỳ luôn. Giờ mấy cây này thì không có hoa nhưng mà mùa thu là đẹp lắm. Đó nhà đó, đó. Mai mốt mà dự định là mua nhà về là phải trồng cái bụi cây hoa anh đào trước cửa, đợi mười mấy năm sau nó nở giống vậy đó. Đi chào mọi chị bà không? Cherry Blossom at Castle Island. May 8. Close to Mother Day. You want to ride around? I can't ride around. Why? I just come here. Chỗ này đường nè. Yeah, it's not abundant like a few years ago. Chỗ này đẹp quá. Beautiful. Chỗ này đẹp quá luôn. Yeah, I know. So beautiful. Hmm.
nhớ cái năm mà mình đi qua đây ra đây mà chụp á là nó cũng mấy cái cây kia nó cũng giống vậy nè. Nó non mà nó nhóc như vậy đó. Giờ thì nó bị sơ sát à. Nó thiếu phân bón nữa. Nè, chụp đây mà không thấy sáng. Đẹp quá chừng đẹp chứ. Quay phim đi. Bục nhà dẫn thiên nha các bạn. Qua bên Washington DC chi xa xôi nè đó. 6-7 cây nở rộ luôn nè. Cái này cái cây này nó nở theo cái chiều hướng này là tại vì gió biển nó tạt vô cho nên là ngã theo chiều gió. Dùng mấy cái câu châm ngôn đó cho đời thực cũng lấy từ những cái chân lý quan sát từ thiên nhiên chứ bộ. Được chưa? Chắc hồi đầu tuần nó đẹp hơn, giờ thì nó hơi ngả màu, hơi trắng trắng, nó không còn cái độ hồng. Nhưng mà hả, kiếm được như vậy ở Washington DC những cái chuyến lần vừa rồi mình đi cũng không có, một cây cũng không có nữa đây nha. Tại sao nó không làm lễ hội Nhật Bản ở đây ta? Có cây này ngay đây luôn mà. Cherry Blossom at Castle Island. Nhìn lên là đẹp chưa? Beautiful. Giống như cái cổng đẹp luôn á, tinh khôi luôn. Có con mèo kìa, ông cho chụp phải không? Hay coi chừng nó nhảy cho nó cào mình không trời. Hi Kitty, hi Kitty, you hungry? Record that for my parents. Beautiful. This is an arboretum. It's beautiful. See.
Oh, you kill it? Okay. Yeah. That's a what? This one. Just chop down. Oh. Beautiful.